Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại video em nha. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên cho các bác là một lô máy cưa xích bãi. Đó, số lượng là gồm 16 con. Có báo giá công khai cụ thể cho bác luôn nhé. Đó, và tất cả giá trên em đã có dán trên những cái tem tay cầm này nha. Đó, và hôm nay là mã E nhé. Đó, hôm nay khi nào anh em đặt hàng ấy thì anh em phải nói là lô mã mấy, lô ngày bao nhiêu, là mã E hoặc là mã A gì đó. Thì em có đánh mã từng số một. Tại vì em lên lô rất là nhiều nên là máy số lượng rất là nhiều nha, nên là không có nhớ cây nào nên em khi mà đặt hàng ấy, tụi anh em muốn chốt con E13 này thì em phải đọc rõ là E13 máy Estin 170 đó, hoặc là sang con E14 thì em phải đọc cho em nhé. Đó, và giá có ghi bên cạnh luôn, tất cả giá này thì em đều đã bao ship tận nhà cho bác rồi nha. Đó, tất cả đã bao ship tận nhà. Anh em ưng ý con máy nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em đặt hàng. Đó, cho em địa chỉ số điện thoại là em sẽ ship tận nhà cho bác luôn nhé. Đó, số điện thoại của cửa hàng em là 0345 050399, có đăng ký qua Zalo luôn. Đó, anh em cứ nhập cái số đấy vào Zalo là có nhá. Đó, gọi video xem máy trực tiếp. Đấy, thì bên em thì lên cái máy cho bác rất là nhiều, anh em theo dõi kênh Hoàng Máy Bãi thì đã biết rồi nhá. Đó, thì và tất cả máy này thì em đều tặng kèm cho bác là một chiếc rũa xích, một chiếc tim mở buji và một chiếc buji sụp cua. Đó, làm xích đầy đủ cho bác rồi, không thiếu gì hết nhá. Đó, rồi em sẽ đi vào test nổ cho bác xem từng con một nhá, để cho anh em lựa chọn con máy cho phù hợp nhá. Đó, có báo rõ thông số máy này, làm chiều dài, làm xích, cân nặng máy này, đầy đủ cho bác rồi. Anh em tham khảo thật kỹ, ưng ý con máy nào phù hợp công việc mình sử dụng không, rồi anh em đặt hàng nhá. Đó, đặt hàng thì cứ gọi điện thoại cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại của em. Đó, cho địa chỉ số điện thoại để cho ship tận nhà nhá. Đó, ship toàn quốc luôn nha các nhá. Đó, lô này lên cho bác toàn máy đẹp luôn. Rồi em xin phép đi test nổ từng con một cho bác nhá. Rồi, em sẽ lên cho các bác con đầu tiên sẽ là một con máy cưa xích Echo Kyorit 2007 nhá. Con này thì nó là dòng của Echo của Nhật nha bác nhá. Đó, con này thì là máy đời mới này, bình xăng nằm phía sau nhá. Con này thì công suất của nó là được 27cc. Đấy, con này thì lam của dài cho các bác là chỉ trên ốc ra là còn được 31,5 nhá. Đó, chạy xích chuột nhá, con này chạy xích chuột nhỏ này. Đấy, con này không phanh xích nha bác nhá. Đó, đời này không phanh xích, có tăng xích cho bác này. Đấy, con này bình xăng nằm phía trên nhá. Con này thì trọng lượng rất là nhẹ, có chưa đến 4 kg. Đấy, chưa đến 4 kg. Máy móc bao zin bao đẹp cho bác luôn. Trọng quá mới luôn. Chế quan rồ luôn nhá, chế quan rồ luôn, có giật trợ lực luôn. Con này rất là êm, nhẹ nhàng. Các bác con này thì phù hợp cho anh em mình sử dụng gia đình, có vườn trái cây. Đó, bưởi bòng thì anh em làm lâu cắt cành cắt gốc của nó đều ok hết nha. Đấy, có giật trợ lực luôn. Đó, nói chung có bác xài gia đình là vô tư. Còn Echo 2007T em bao zin cho bác từng con ốc một luôn nhá. Đó, bao zin từng con ốc một luôn là anh em biết rồi. Rồi xin phép test nổ cho bác luôn nhá. Con này thì nòng của nó là được 36 ly nhá. Con này nòng 36 ly. Có giật trợ lực luôn nha. Rồi, anh em nào lấy con E1 thì liên hệ trực tiếp qua bên số điện thoại của em nhé. Rồi sang tiếp cho các bác một con E2. E2 thì em lên cho các bác là một con máy cưa xích Makita này. Con này là Makita ME333. Con này có giật trợ lực luôn nhé, dòng cưa tay dài. Đó, các bác sử dụng gia đình rất ok luôn. Con này thì trọng lượng của nó là gần 5 kg, là 4,8 kg này. Đấy, chạy lam xích này là xích 91 nhá. Đó, xích 91. Máy bao zin hết toàn bộ luôn, lam zin luôn nhá. Lam này trừ trên ốc ra còn được 35-36 phân này. Đó, đời này có phanh xích cho bác luôn nhá. Chạy xích 91, nói chung máy còn rất là mướt luôn. Xích còn chưa rũa lần nào luôn nhá. Đấy, bao đẹp luôn. Anh em nào lấy con này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Con này biết tông nó là 37 ly. Đấy, biết tông 37 ly, giá là 2,3 triệu, bao ship tận nhà. Đó, rồi xin phép test nổ cho các bác nghe tiếng máy nha, có giật trợ lực luôn nhá. Máy rất dễ nổ nha.
cho các bác một con số E3 nhé. E3 sẽ lên cho các bác là một con máy cưa xích Shinaiway 353. Con này thì Shinaiway 353 nhé. Con này thì máy đẹp, bê tông 40mm, nòng đứng nhé. Đấy, bô với còn zin đẹp, bô mặt tiền đẹp, xuất sắc luôn. Đó, con này thì có xả cho bác luôn này. Con này không phanh xích nhé, nó không có cái phanh an toàn nhé. Dòng này thì đời nó không có. Rồi con này bị làm dài cho bác là được 36 phần nhé. Chạy xích chuột này, xích zin luôn, xích chưa chạy luôn nhé, chưa rũ lần nào luôn. Đó, xích như mới luôn anh em. Đó, con này hai ốc chân lam nhé, lốc nhôm. Đó, anh em nào chốt con này thì liên hệ qua bên em. Con này bê tông 30 à bê tông 40mm này. Máy nòng đứng nha, chế quan rồ, có kim chỉnh xăng gió đầy đủ luôn. Dòng Shinaiwa này thì siêu bền anh em, lốc nhôm luôn nhá. Đây, bên trong máy đẹp như mới luôn anh em. Đây, anh em nhìn bên trong này. Còn chưa chạy luôn anh em, sự luôn con này còn quá lướt cho các bác luôn. Đấy, máy bãi về bên nước ngoài nó lâu lâu được cây nó chưa chạy luôn nhá. Đó, anh em nào lấy con này thì giá là 2,6 triệu bác ship tận nhà. Xài con này thì các bác sử dụng gia đình thì siêu bền này, khỏi lăn tăn về vấn đề hư hỏng luôn. Đó, lọc bụi đồ đầy đủ hết cho các bác luôn nhá. Đó, anh em là chốt thì ủng hộ em con này nha, Shinaiway 353. Đó, con này trọng lượng của nó là 5kg nhá, trọng lượng 5kg. Anh em là chốt thì liên hệ qua bên em rồi test nổ cho bác nhá. Con này công suất của nó 35cc nhá, bê tông 40mm, chuyên các bác có thể xài gia đình, cắt củi cà phê đồ thoải mái luôn nhá. Tiếp cho các bác một con số 4 nhá. Đứng bên đấy luôn đi. Rồi, số 4 lên cho các bác là một con máy cưa xích Estin MS170C này. Con này máy của Đức xịn nha các bác nhá. Con này có giật trợ lực luôn. Đó, con này chỉ giá 3,2 triệu. Đó, bộ biết zin hết, nói chung máy là bao zin từ đầu đuôi. Đó. Con này thì làm chỉ trên ốc ra còn được 34 phân này. Đấy. Bác nào chốt thì liên hệ qua bên em. Giá 3,2 triệu. Bít tông 37 ly nhá, con này bít tông 37 ly, hai ốc chân lam, trọng lượng 5kg. Đấy, có giật trợ lực luôn, máy cam kết nguyên zin. Rồi test nổ cho bác nghe tiếng máy nha, con này là hàng của Đức xịn nha. Nổ đẩy e này. Estin này thì rất là dễ phân biệt đồ lô đồ rin các bác nhá. Đó, thì nó tất cả đồ nó đều có cái dập mộc Estin hết. Cái đồ rin là nó có dập cái mộc Estin hết, từ cái tay nắm dập đồ này trở đi này. Bô biết này. Đó, lốc máy này. Tay phanh này, tất cả nó đều có cái logo Estin dập hết mọi chỗ. Đó, anh em nào mà muốn phân biệt đồ rin lô của Estin thì cứ vậy nhá. Cứ nhìn chỗ nào có đồ rin là nó có mộc Estin hết, chỗ nào to thì nó dập cả chữ Estin lên luôn. Còn chỗ nào nó nhỏ nhỏ như đứa con tán này thì nó có cái logo hình chữ S. Rất là dễ phân biệt luôn. Đấy, hàng chính hãng của nó thì cái nào cũng có, còn máy lô không bao giờ có đâu nhá. Máy lô bây giờ nó có cái mộc Estin dập hết mọi chỗ như vậy. Đấy, rất dễ phân biệt. Anh em nào mà chuyên ngành thì không cần hướng dẫn, còn anh em nào không biết thì cứ nhìn thấy là biết là máy zin máy lô nhá. Rồi sang tiếp cho bác một con tiếp theo, con số 5 này. Số 5 sẽ lên cho các bác là một con máy cưa xích Echo 300T Nhật bãi.
Con này máy đẹp xuất sắc luôn. Con này về đầu không em gắn làm xích Mitsuyama cho bác luôn. Con này trọng lượng là 4kg nhé. Đó, làm dài 40. Máy quá mới luôn nha. Nhìn bô với còn trắng phau luôn. Con này thì máy bãi về là con này là hàng trưng bày chưa xài này. Đó, nhưng mà nó về đầu không nên là lấy cái lấy làm xích Mitsuyama gắn vào. Đấy, bác nào chốt thì giá vẫn 2,5 triệu nhá, bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó, quá đẹp luôn, không có gì để chê con này. Được, test nổ cho bác ngay tiếng máy nha. Echo 300T. Làm 40 nhá, làm 40 trừ chế độ còn 35. Máy thì khỏi lo luôn. Đếm từng tiếng luôn. Bơm nhất bơm ok luôn nhá. Rồi sang tiếp cho bác con số 6 này. Số 6 em sẽ lên cho các bác là một con máy cơ xích Estin 023. Đó, con này của Đức xịn nha. Đấy, con này thì giá 3,8 triệu bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy, bô với máy móc là bao zin hết này. Cái làm dây xích con này thì gắn luôn làm xích zin mới cho bác luôn nhá, làm bánh xe dài 50. Đó, làm của Đức xịn luôn đấy. Đó, làm 40 dài 44 phân đã trừ trên ốc rồi nhá. Đó, ốp làm cũng ốp làm zin mới xịn luôn. Đó, nói chung là máy bao zin hết. Rồi, con này giá 3,8 triệu bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. Anh em nào chốt thì liên hệ qua bên em. Con này thì trọng lượng của nó là 5,5 kg nha các bác nhá, 5,5 kg. Đấy, bê tông này là 41 ly. Đấy, anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại của em để đặt hàng. Giá 3,8 triệu con E6 nhá. E6 rồi test nổ cho bác nhá. E7 thì sẽ lên cho các bác là một siêu phẩm, một con máy cơ xích Sinaway. Con này là đời cao nhất, con này đời 2038 RS. Đó, máy đẹp như máy thùng luôn. Đây, như chưa xài luôn nhá. Nhìn lốc quá mới luôn, bô còn đen thui. Đó, con này thì chạy lam đầu Latin có tản nhiệt của Sinaway luôn này, xích trung 325 nhá. Đó, lam dài chỉ trên ốc ra còn 42 phân này, tha hồ cho bác khai thác nhá. Đấy, phanh xích còn ngon hết luôn. Máy như máy thùng luôn. Đấy, anh em là chốt con này thì giá nó là 3,8 triệu nhá. Con này bít tông của nó là 42 ly nhá. Đó, trọng lượng của nó là 6 kg. Đấy, anh em là chốt cái này thì liên hệ qua bên em. Giá con này là 3,8 triệu bao ship tận nhà. Con này sử dụng động cơ turbo này. Đó, rất là mạnh và tiết kiệm xăng nhá. Đó, chế là bộ chế One Row luôn. Đó, bên trong máy móc là các bác khỏi lăn tăn luôn nhá. Con này như chưa xài luôn này. Lọc gió này quá mới luôn, rin từ nó ốc luôn anh em. Gì đồ gì hết. Chế One Row luôn nhá, chế One Row là chế thông dụng đồ nhất này. Đó, và tiết kiệm xăng nhất, xịn nhất rồi. Đó, từ máy vắt cỏ, máy cưa là cứ xài bộ chế One Row là đều là máy xịn hết đây. Đó, bao lợi xăng. Rồi sang tiếp chúng ta test nổ cho bác nghe tiếng máy con này nhá. Giá 3,8 triệu con E7 nhá. Sinaway con này có giật trợ lực luôn nhá các nhá. Đấy, rồi test nổ cho bác nghe.
này đẹp chín nút luôn anh em. Con này lốc bằng nhôm luôn nhá. E8 nhé, E8 sẽ sang cho bác là một con máy cưa xích Singu SVK3520 đó, hàng của Nhật Sĩ nha. Con này cũng rất là đẹp luôn này, mặt lốc bô biết còn nguyên sơn của nó luôn đó, làm xích zin hết luôn nhá, máy zin từ đầu đuôi. Và con này có giật trợ lực luôn nhá, con này bít tông của nó là 40mm, làm dài cho bác là được 35 phân nhá, làm dài chủ sinh ốc ra còn 35 phân đó, chạy xích chuột nhá. Đó, con này chạy xích chuột 2 ốc chân lam. Đó, có phanh an toàn đầy đủ cho bác luôn nhá. Đó, con này máy nòng đứng nhá, có giật trợ lực, có bơm xăng phụ cho bác luôn này. Đấy, con này cũng Singu nổi tiếng của Nhật luôn nhá. Đó, rồi test nổ cho bác nghe tiếng máy luôn. Chốt cây E8 thì liên hệ qua bên em. Rồi sang cho bác con E9 này. E9 thì sẽ là một siêu phẩm, một con máy cưa xích Husqvarna 120 nhá. Con này được sản xuất năm 2020 luôn nhá. Máy đẹp như mấy thùng luôn này. Đấy, bồ với còn trắng phao luôn. Đấy, làm xích zin luôn nhá. Làm trừ dây ốc ra còn 35 phân, chạy xích 91 nhá. Đó, máy cam kết nguyên bản zin lớn đuôi. Đấy, giá 3,5 triệu, anh em nào chốt thì liên hệ trực tiếp qua bên số điện thoại của em nhá. Con này trọng lượng của nó là 6kg thôi nhá, trọng lượng 6kg. Rồi sẽ test nổ cho bác nghe tiếng máy. Con này thì bít tông của nó là 40mm nhá. Đó, bít tông 40mm. Nào lấy con này thì liên hệ qua số điện thoại của em, con E9 giá 3,5 triệu. Rồi sang tiếp cho bác con E10 này. E10 thì sẽ lên em lên cho anh em con số 10 này. Con số 10 này sẽ là một con máy cưa xích Komatsu G2550 này, EZ này. Con này đời cao máy đẹp các bác nhá, đẹp như xuất sắc luôn em. Đó, đồ đạc em cam kết nguyên zin hết. Con này thì làm chỉ chế độc ra còn 27 phân nhá. Đó, chạy xích chuột. Này thì chuyên cắt tỉa cành. Trọng lượng con này là 3,5 kg các bác nhá, 3,5 kg. Con này đặc biệt là có cái bộ trừ gật đề nổ này. Đó, đề nổ nghĩa là nó có với cái bộ mà nó khóa cót lại, khi mà anh em lên cót nó, khi mà lên cây anh em gạt lại nó nổ nhá. Đó rồi, test cho bác luôn này. Đây là gật bình thường nhá. Đó, gật bình thường và gật nổ luôn. Đó, khi nào mà anh em sử dụng cái này thì anh em gạt này về phía trước này. Đó, rút dây lên, lên cót nó, ok rồi. Anh em gạt là nó bật rãi nổ nhá. Rất là tiện lợi luôn nhá.
con này lâu lâu mới mua được nha, không có nhiều nha. Con này lâu lâu em mới đi mua được con giống vậy đấy. Họ gạt được cái trường lên con này. Ok rồi. Gạt lên phía trước nhá. Đó, để nó ok hết rồi. Anh em lên cây ok rồi, bắt đầu mình gạt lại là đầu luôn. Hai luôn. Đó, con này thì hàng hệ như vậy thì giá nó là 3 triệu thôi nhá, chứ nó không có rẻ đâu nhá. Rồi, sang tiếp cho bác con số 11 này. Con này là một con Classic Osaka, con này nó là hàng của Trung Quốc nhá. Con này của Trung Quốc mới này. À, anh em nào mà cần con giá rẻ rẻ mà xài ok, mạnh thì xài con này. Lam chỉ trên ốc ra còn được 28 phân. Có hai ốc chân lam luôn, có phanh xích cho bác luôn. Phanh an toàn có đầy đủ. À, lam xích theo máy hết rồi. Nói chung là máy chọn bộ luôn là giá có 1 triệu 8 anh em. Có giật trợ lực luôn nhá, con này có giật trợ lực luôn. Giá có 1 triệu 8. Trọng lượng con này thì 4 kg nhé, 4 kg. Anh em là chốt thì giá 1 triệu 8 thôi nhá. Quá rẻ luôn, xài rất ok luôn nhá. Con này xài rất ok luôn anh em. Bán rất là nhiều rồi, ai xài cũng thấy khen hết. Và test nổi bác nghe tiếng máy nhá. Cuối năm thanh lý còn có 1.8 triệu nên quá rẻ rồi. Giật trợ lực rất là dễ nổ. Con này phụ tùng thay thế rất là nhiều nha, cái gì cũng có mới luôn, nên là anh em yên tâm luôn nhé. Quá êm. Đó, anh em mà muốn con rẻ rẻ mà xài ok thì cứ chốt con này nhá. Rồi, sang tiếp cho bác một con nữa. Đó, con này thì rẻ hơn nữa này. Con này là một con Classic chay sau. Đó, con này thì không có giật trợ lực. Đó, nó sẽ y chang con này nhưng mà không có giật trợ lực thôi. Con này giá rẻ hơn là 1 triệu 6 nhá. Bác sĩ tận nhà luôn. Đấy, trọng lượng cũng là 4 kg. Lam dài 35 trừ trên ốc ra còn được 28 phân. Chạy xích 91 luôn nhá, hai ốc chân lam luôn, có phanh xích cho bác đầy đủ luôn này. Đấy, phanh xích ok. Rồi, con này giá là 1 triệu 6, bác ship tận nhà, con E12, anh em là chốt thì liên hệ qua bên số điện thoại của em nhé. Rồi, test nổi cho bác luôn nhé, con này thì bít tông nó đều là 36 ly hết nhá, bít tông đều là 36 ly hết. Máy mới luôn. Nổ rất giòn. Tất cả máy này đều xài động cơ 2 thì xong phát nhớt hết nha các bác nhé. Rồi, sang tiếp cho bác một con số 13 này. Số 13 sẽ lên cho bác là một siêu phẩm. Một con máy Classic Atin MS170 nhé. Con này đời 2018 luôn. Máy như chưa xài luôn nhé. Con này như chưa xài luôn đấy. Máy bãi về. Ở bên ngoài nó chạy cho sơ tí là nó vất ra ngoài đây nhé. Đấy, lam dài chỉ dưới ốc ra còn được 28 phân. Chạy xích 91 nhé. Máy nguyên bản zin hết luôn. Đó, chưa có thay thế gì luôn. Còn rất là mới luôn nha. Thật sự con này rất là mới luôn đấy nha. Bao zin cho bác từng chi tiết một luôn. Đấy. Máy trong còn như mấy thùng luôn đấy nha. Anh em mà mua con này quá rẻ luôn rồi. Đó, giá máy bãi mà được một con máy mới luôn. Quá ngon, và con này đều xuất xứ của Đức hết nha. Đấy. Rồi, con này giá 3 triệu 6. Anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại của em. Bao zin hết. Trọng lượng là 5 kg nhé. Đấy. Tất cả đều là máy đồ đạc cam kết nguyên zin hết luôn. Chưa có thay gì hết và đúng là về chỉ đổ xăng là nổ luôn. Chưa cần phải tháo ra sửa chữa gì luôn nhé. Rồi, ta nổ cho bác nghe tiếng máy con này luôn. Con này bít tông 37 ly nhé. Con này thì bác sử dụng gia đình thôi, khai thác dòng này thì hơi yếu.
anh em là chốt con E13 này thì liên hệ qua bên số điện thoại của em nhé. Rồi sang tiếp cho bác một con E14 này. E14 thì em sẽ lên cho các bác con này thì một con chai sau 6810 nhá. Đó, con này thì thiết kế rất là lớn này, máy tầm trung nhá, có thể khai thác tốt rồi. Đấy, làm xích đầy đủ nhá. Đấy, làm này dài cho bác là được 47 phân, tha hồ cho bác cắt luôn. Đấy, đời mới nhá, có hai ốc chân lam phanh xích đầy đủ luôn. Con này thì nó là hàng mới luôn nhá, hàng trưng bày. Con này giá là 1.800.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Xài gia đình thì vô tư luôn. Phụ tùng này thế nhiều, máy thì bao khỏe rồi. Giá con này là trọng lượng là hơn 6 kg nhá. Đấy, con này mà anh em về cắt củi nấu bánh chưng thì đúng bài nhá. Đấy, giá 1.800.000 bao ship tận nhà. Anh em là chốt con E14 này thì liên hệ qua bên em nhé. Rồi test nổ cho bác luôn, có giật trợ lực luôn nhá. Có giật trợ lực luôn. Máy bao ngon luôn. Đó, anh em nào thích con xài ok mà giá vừa vừa tiền thì chốt con này nha. Rồi anh em nào lấy con E14 thì liên hệ qua bên em, giá chỉ có 1.800.000 quá rẻ luôn, xích đầy đủ nhá. Đó, bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi sang tiếp cho bác một con tiếp theo, con này là máy lớn này. Con này là một con Reload 365. Đấy, con này thì nó là hàng của Việt Nam nha bác nhá. Đấy, con này hàng Việt Nam. Con này thì giá là 4.350.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. Làm theo máy là làm 60 nhá. Đó, làm xích đầy đủ luôn. Đấy. Quá ngon, dòng này thì rất là ok. Máy khỏe chuyên cho bác bổ xẻ rồi. Đó, làm dài 49 phân là trừ trên ốc rồi nhá. Đấy, có xả áp cho bác này, giật rất là nhẹ này. Đấy. Con này thì giá là 4.350.000, anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại của em để đặt hàng nhá. Làm xích đầy đủ luôn. Rồi test nổ cho bác con này bít tông là 48 ly nhá. Đó, 48 ly. Xem trọng lượng con này này. Con này thì trọng lượng của nó là 8 kg em nhá. 8 kg. Máy lớn cho bác cắt bổ xẻ, cắt khai thác gì đều được hết. Đấy, chạy xích lớn luôn rồi, nhông đồng tiền luôn nhá. Rồi test nổ cho bác nghe tiếng máy con Reload 365. Hàng xịn luôn. Đang ti là bao giòn luôn nhá. Còn tan. Rồi sang tiếp cho bác một con tiếp theo, con số 16 nhá. Đó, số 16 sẽ lên cho các bác là một con máy cơ xích Estin MS210C này. Đấy, con này máy bãi về zin hết này. Đó. Con này bãi về mà nó phơi nắng nhiều, nó bạc bạc màu chút anh em nhé. Đó, chụp giật trợ lực này, máy cam kết zin hết này. Có bồ biết bao zin hết luôn. Ốp làm và làm xích này thì gắn luôn là ốp làm zin, làm xích zin mới luôn. Tao hổ cho bác cắt, con này làm dài cho bác là 48 phân nhé. À, nó 44 phân, tao hổ cắt xích 91. Đó, máy nguyên bản zin hết, chưa có thay thế cái gì nhá. Đó, thay đồ zin hết cho bác luôn. Đó, thay cái ốp làm mới làm zin luôn, xịn luôn. Con này bít tông là 40 ly. Đó. Con này thì trọng lượng 6 kg. Con này có giật trợ lực luôn nhá. Có giật trợ lực luôn. Đấy, anh em nào chốt thì liên hệ qua bên số điện thoại của em. Rồi test nổ với bác nhá. Con này giá 3.900.000 bao ship tận nhà. E16. Máy êm ru luôn.
máy móc là zin hết nha. Tí cũng bỏ cái lọc gió đây cho anh em này. Này là quên chưa gắn lọc gió này. Đồ đạc zin hết. Rồi, thì hôm nay đã test xong cái lô 16 con này rồi. Anh em nào ưng ý con nào thì mình cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Em xin gửi tới các bác.